Chào bà con, chào các bạn. Mời bà con và các bạn xem những cây sưa đỏ Việt Nam hiện tại thời điểm này không bán được. Đây, cây này trông cũng rất là già cây, to cây, mà nó chia làm ba ngạc. Gốc chia ngay từ ở dưới gốc, cho nên là cây này bên trên cành là được 60, hơn 60. Cành to nhất được hơn 60. Đây, đo. Những cây này bao nhiêu thợ vào đều lắc đầu, không thích mua là vì nó chia thành ba ngạc, nõi bé tí. Cây bên này 60, vành bên này vành 60 vành ở cái thân bên này. Một thân thì hơn 60, một vành thì 60, một bên thì 60. Còn cành bé này, cành bé này được hơn 50, 55. Đấy, cho nên cây thì cũng tương đối, nhưng được độc cái gốc thôi. Được độc cái gốc. Cái gốc này, gốc này được vào hơn 80. Hơn 80 gốc rồi. Thế nhưng mà được độc mỗi cái gốc này thôi thì chủ nhà cũng đòi giá cao, tại vì cây này chủ nhà trồng đã 17 năm rồi, cho nên các thợ không mua, không bán được vì nõi nhỏ mà ngắn, có được cái độc cái đoạn gốc của đoạn trên là nõi mới được 5, nõi 4, nõi 5 thì không giải quyết gì. Những cây này to xác, những cây này to xác cũng không có lõi, nõi rất kém. Cho nên bà con ta lưu ý, anh em lưu ý là cây sưa to chưa phải là đã là được giá. Cây sưa to chưa phải đã được giá cao, mà cây sưa là phải lõi to mới được giá cao. Tất cả cây sưa đều phụ thuộc vào lõi hết. Lõi to thì nhiều tiền, lõi bé thì ít tiền. Thế như những cây này, ông chủ đo tinh những vanh 70, nhưng nõi vẫn không có, nõi rất nhỏ. Nõi rất nhỏ, không đủ yêu cầu, phải nõi 10 trở lên thì anh em thợ mới mua. Nhưng những cây này nõi mới được 5 phân, mang tiếng vanh 70, nõi mới 5-6 phân, rất là kém nõi. Chủ nhà cứ thấy sưa to là hô nhiều tiền thì anh em thợ không thể mua được, rất kém nõi. Nhà có mấy cây sưa nhưng mà không đạt yêu cầu, không cây nào đạt yêu cầu. Đấy, đây bây giờ khoan thử cây sưa này. Cây này thì vẫn non, cây này trồng cũng sấp xỉ mới được sấp xỉ 10 năm. 10 năm thì vẫn chưa có lõi. Đấy, khoan gần gặp mũi khoan không có lõi. Cây này cũng thế, cây này cũng không tinh sưa non rồi, sưa này chưa thể bán được. Sưa này chỉ có bán về trồng, không bán được. Đây, nguyên liệu. Cây sưa quý giá của nhà ông nào mà chẳng trống ghê thế. Chẳng trống lên trống xuống thì tránh đổ. Cây này có lõi rồi đấy, lõi to rồi đấy, 13 năm rồi đấy. Xem, khoan xem nào. Thế mà bảo 13 năm. Thế mà bảo... Không có lỗi. Cái này
Đây cây này rất to đã bị ngã đổ. Ngã đổ như chủ nhà gọi thợ đến bán. Vanh nó vào 80 rồi mà trông rất là thẳng mà mỡ màng. Nhưng mà không có lõi. Đổ cành nằm đây. Đây, nằm đây xem này. Cây rất to, đổ cành càng mà vanh gần gốc này đã 80 phần. Cái củ này trông rất là ná. Đây, vanh cái đoạn này là 80. Đây xem. Bây giờ tân tân xem đấy rất dài. Nhìn thì rất là đẹp, rất là to. Nếu mình cây này mà bán vo thì nhiều thằng chết. Nhiều ông thợ thì chết. Nhưng mà cây này may là nó đổ xuống đây mà nó đổ xuống đây. Đây. Nhìn này, nhìn ngọn không có một tí lõi nào. Làm gì có lõi. Đây cũng đây thì không phải là lõi. Mà lõi mới bé tí ấy, lõi khô. Đấy. Đấy. Chủ nhà bỏ lõi đấy. Đây lõi gì? Rất là đẹp nhưng mà cái này đây cũng đã có người khoan thử cho đây này. Các cháu nó cứ về nó kiểm tra đây luôn đấy. Con lõi to chưa anh? Nó bảo mới được có 8 đến 10 thôi. À, lõi là cũng vào 8 phân đến 10 phân rồi. Thế là cũng có tiền rồi đấy anh ạ. Vâng. Không mà chưa đủ biểu. Ừ, cứ có lõi là có tiền rồi. Thế nhưng mà mình để thêm một thời gian nữa thì nó sẽ có giá. Cây này thì anh em thợ đã giả 10 triệu nhưng mà chủ nhà chưa bán. Cây này thì còn có lõi, gọi chủ nhà bảo có lõi, lõi cũng được 8 phân rồi. Nhưng mà chỉ được 10 triệu là cao nhưng mà chủ nhà thì vẫn chưa bán. Chưa bán thì cây này thì phải một thời gian nữa thì mới bán được. Mà giá bây giờ 10 triệu cây này là đắt rồi. Chuyển rất nhiều những cái cành con cho nên là đến cái mùa này là mình phải hủy nó đi. Đúng rồi. Để nó nuôi bao khu. Đúng rồi, mà thế nó mới sinh ra lõi anh ạ. Đây rất nhiều xưa, vườn của gia chủ này rất nhiều xưa. Tinh cây xưa cũng trồng từ 2007 nhưng mà chưa đạt lõi, chưa có lõi. Và một số xưa vẫn rất lõi. Đắm củi ấy. Đúng rồi. Có người để thành cái búi xưa chứ không phải cây xưa. Đấy. Không phải cây ăn quả hay cây lấy củi đâu. Đấy, cây của anh đây là rất là đẹp. Cây của anh cây nào cũng thẳng cao dài. Nó dài mới được gỗ. Ngay từ lúc đầu là mình đã biết cách làm rồi. Không phải là trồng lấy gỗ chứ không phải là trồng lấy củi. Đúng rồi. Mình nói thẳng quan điểm thế cho nên mình phải quan tâm đến nó. Vâng. Có cái là cái đất của mình đây là nó không hợp lắm. Đất này đất cát. Đất cát thì nó chậm lõi hơn đất sỏi. Lõi hơn là một hai nữa là nó phát triển có một nửa năm thôi. Vâng. Một nửa năm về mùa khô là nó đứng im. Đấy, cây này trông rất là già rồi. Cây này thì cái thì này bắt đầu có lõi rồi đấy. Cây này là từ 2007. Từ giờ đi nên lõi mới nhanh này. Vâng. Mỗi tuổi mỗi già rồi. Đấy, cùng dòng với những cây kia đó, cằn cỗi nó bé tí, nó lên được đâu. Vâng. Tức là 5 cây già, đây cây này, cây 2, 2 cây. Vâng. Đây cây đây 2 cây nữa. Đấy là 2 cây, tất cả 5 cây trồng 2007. Vâng. Cây trắng trắng kia là trồng 2015. Vâng. Bà con và các bạn xem video, hãy đăng ký kênh, chia sẻ để được xem các video tiếp theo. Xin chào bà con, chào các bạn.